Câu chuyện thú vị về việc tìm ảnh ở video của File Blaster của mình. Mình không tìm thấy ảnh Final Form nó nhiều bằng ảnh Excel Form. Chỉ bởi vì Excel Form nó cạnh tranh với thằng Kabuto. Và mình bắt đầu nghĩ đến những Final Form mà mọi người quên mất. Mình phát hiện ra là chả ai nhắc đến Dry Tap Tritoron chả. Mình bắt đầu thấy buồn cho nó. Và rồi hôm nay video là về Dry Tap Tritoron, nếu không gì nói thêm ta bắt đầu nè. Vậy thì về Drive Tap Tritoron thì form này có chiều cao là 198,5 cm, với trọng lượng là 108 kg, lực đấn là 18 tấn, lực đá là 31 tấn, lực nhảy là 45 m và tốc độ chạy là 100 m trên 0,643 giây. Sao số nó phải lẻ thế. Phần giáp vai bên phải có hình dạng dùng để nhận những đòn tấn công bằng năng lượng, kết hợp với một thiết bị tăng cường sức mạnh mà cách sử dụng năng lượng điện từ lốp xe có thể quay ở tốc độ cao, qua đó tạo ra một trường điện tử mạnh mẽ và tung ra một cú đấm siêu năng lực. Cảm biến đa tia ở trước ngực là cảm biến chiến đấu phụ, chịu trách nhiệm tạo ra cơ sở dữ liệu các kiểu chiến đấu của kẻ thù và truyền nó đến cảm biến chính ở đầu. Bộ đồ bảo vệ bao phủ toàn bộ cơ thể Drive Tritoron được làm bằng hợp kim sợi đặc biệt giúp giảm đáng kể thiệt hại chiến đấu, có chức năng tăng cường khả năng thể chất của người biến hình lên đến giới hạn. Thiết bị bảo vệ cánh tay sử dụng cấu trúc nhiều lớp hợp kim gia cố và có thể được sử dụng làm lá chắn. Ngoài ra, nó có chức năng hấp thụ năng lượng từ những đòn tấn công của kẻ thù và chuyển nó thành năng lượng của bản thân. Găng tay gia cố bao phủ bề mặt tay của Dry Type Tritoron được tạm bằng năng lượng nén và có thể tạo ra một cú đấm sức mạnh tương đương một đòn tấn công chết người. Áo giáp ở đầu gối được làm bằng hợp kim titan gia cường, có chức năng hỗ trợ và tăng cường tính chuyển động của khớp gối và có thể thực hiện một cú cá đầu gối ở tốc độ cao. Giày của Tritoron có tác dụng tăng tốc độ và hiệu suất bằng cách sử dụng bánh xe tốc độ cao ở đằng sau gót chân. Trong chiến đấu thì nó có thể triển khai một năng lượng nén lên bề mặt và tạo ra một cú đá với sức mạnh tương đương với cú đá của Y-Form. Cái lốp to tướng ở vai trái của Kamen Rider Drive ấy, nó có thể quay với tốc độ cao và tạo ra một trường năng lượng chống trọng lực bao phủ toàn cơ thể, cho phép chuyển động linh hoạt. Lõi ở trước ngực là động cơ chuyển động trọng lực, cung cấp năng lượng cho bộ giáp, phát triển thành một động cơ siêu mạnh với hiệu suất cao. Ngoài ra thì cái động cơ quay và zoom cũng được sử dụng để phát ra sóng hủy bỏ hiện tượng heavy acceleration, cái hiện tượng mà khiến cho tất cả mọi thứ chậm lại, tạo global freeze, và cái mọi người nhầm là giống khả năng Kabuto ấy. Áo giáp hợp kim đặc biệt được bao phủ trước ngực của Drive được làm bằng hạt năng lượng đặc biệt, bao phủ bề mặt giảm một nửa và giảm một nửa bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu. Ngoài ra nó có một cơ chế, một thiết bị làm mát. Ở trước ngực của Tritoron có một thiết bị hấp thụ và lưu trữ năng lượng nhiệt xung quanh. Sau đó, bằng việc giải phóng năng lượng nhiệt được lưu trữ có thể làm tăng sức công phá của đòn finish. Áo giáp ở tay trái được làm bằng hợp kim siêu cứng, là máy phát vật liệu tốc độ cực cao tích hợp, giúp nó có thể tạo lốp giống như Tritoron. Ngoài ra thì với hệ thống kết hợp lốp thì nó có thể kết hợp nhiều nhất là 3 cái lốp xe với nhau, nghĩa là 3 cái năng lực của 3 cái xe. Thật là bạn nào xem phim bạn thấy mạng trận đe bút rồi nhỉ. Giáp chân được làm bằng hợp kim nhẹ với khả năng chống và chịu va đập tuyệt vời được sử dụng, hấp thụ thiệt hại và va chạm, cải thiện những đặc tính khí động lực học. Ngoài ra, hệ thống tích hợp giúp tăng cường chân để giới hạn, do đó có thể chạy ở tốc độ cao. Ở phần đầu thì nó có một biểu tượng tròn cho chữ R ở trong. Nó là thiết bị tổng hợp dữ liệu vật lý được nhận từ signal D trong thời gian thực. Nó có chức năng tự động điều chỉnh phân phối năng lượng đến toàn bộ cơ thể. Đa cảm biến gắn ở trên đầu có mục đích là thu thập thông tin điện từ, dữ liệu liên lạc và sử dụng nó để điều tra và theo dõi. Ngoài ra nó còn tích hợp những dữ liệu, những cảm biến khác nhau, đọc và hỗ trợ hành động, từ đó chắc chắn đánh bại kẻ thù nhưng vẫn bảo vệ được công dân như một người cảnh sát đầy trách nhiệm, nhưng vẫn tiêu diệt được kẻ thù. Đến đây thì mình thấy nó hơi ngắn nên là mình sẽ nói thêm về Go Drive, và thực ra thì cũng có bạn nói. Và mình thấy Go Drive nó không có cái gì cả. Form này có chiều, thằng này có chiều cao là 199 cm với trọng lượng là 116 kg. Nó được điều khiển bởi thằng bị ghét, thằng villain bị ghét nhất trong lịch sử Toku tên là Bano, và nó lấy cơ thể của Roimu 006 và biến hình. Thì nó có sức mạnh tương tự Roimu siêu tiến hóa và thêm vào khả năng tạo ra Global Freeze. Khả năng siêu tiến của một Roimu siêu tiến hóa thì chắc là đủ sức để solo với Tritoron, nên chắc là mạnh ngang cơ nhỉ. Ngoài ra thì nó có thể chiến đấu ở tốc độ cao bằng cách sử dụng hệ thống chuyển động và tấn công bằng 6 năng lượng, và bằng cách sử dụng thiết bị can thiệp Golden Change hay là cái gì đấy được tích hợp ở phần lắp lốp, mà vốn không có cái lớp lốp nào mà nhìn cho cái form Gold Drive nó nhìn thẩm mỹ hẳn ấy. Nó có thể chuyển đổi và cướp vũ khí và những thứ tương tự của Drive và Mash. Thế thôi. Tại sao nó lại chỉ có thế? Tại sao nó chỉ có thế khi trang này nó có nguyên cả một chỗ về Commander June và nó còn nói cụ thể cái này? Tại sao?
Các bạn có muốn mình làm cái camera rời zoom không? Nếu muốn thì hãy nói ở bên dưới. Vậy đấy là hết video rồi. Nếu bạn thấy hay hãy like, subscribe. Mình là Beast Trailer. Bye.